Đó các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Dragon Saga của nhà phát hành VTC Game. Thì đây là một tựa game phiêu lưu nhập vai kết hợp với nhiệm vụ săn rồng với đồ họa anime vô cùng đẹp mắt và thú vị. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập gift code. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe ủng hộ nhé. Thì đầu tiên để nhập gift code thì các bạn cần đạt level là 50. Sau đó các bạn nhấn vào phúc lợi, nhấn vào đổi gói quà và tiến hành nhập gift code. Thì gift code thứ nhất như sau: JS9999, JS4 số 9. Đây là gift code thứ nhất. Thì mình sẽ để màn hình một chút cho các bạn xem gift code. Gift code là JS9999, JS4 số 9. Thì đây là gift code thứ nhất nha các bạn, JS9999. Đây là gift code thứ nhất, Dragon Saga 9999. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhấn vào nhận quà để nhận gift code. Thì có gift code JS9999. Thì để nhận quà thì các bạn trở về hành chính và các bạn vào hầm thư để nhận quà. Các bạn nhấn vào hầm thư thì code này sẽ nhận được là một con thú cởi Moha, thứ hai là thẻ 100 kim cương khóa, thứ ba là nước SP Long Hồn số lượng là 5 và thuốc tân bậc cánh số lượng là 5. Thì đây là cái con bét nha các bạn, bét Moha. Thì đây là các phần quà của gift code thứ nhất. Đây là phần quà gift code của JS9999. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhấn nhận nó. Mình sẽ sử dụng con bét Moha vào 100 kim cương khóa. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ hai. Thì gift code thứ hai như sau: JS8888JH, JS8888JH. Thì đây là gift code thứ hai, JS8888JH. Mình sẽ ngưng hình một chút cho các bạn xem gift code. Thì đây là gift code thứ hai, Dragon Saga 8888JH. Ok, thì đây là gift code thứ hai và cũng là gift code cuối cùng. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhấn nhận quà. Để nhận quà thì các bạn vào thư. Thì gift code thứ hai này sẽ nhận được là đá tẩy luyện số lượng là 5, trân châu số lượng 5, chính đó hoa tươi số lượng là 2, thẻ 50k vàng số lượng là 2. Thì đây là các phần quà của gift code thứ hai. Đây gift code thứ hai các bạn, đây các phần quà. Bây giờ mình sẽ sử dụng thẻ 50k vàng. Thì như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn tổng cộng 2 gift code. Thì khi nào có thêm gift code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Thì nhưng mà trước khi kết thúc video thì hãy cùng mình review sơ qua một chút về cái tựa game này nhé. Thì tựa game Dragon Saga của nhà phát hành VTC Game đã phát hành hôm nay. Thì khi vào game các bạn sẽ được nhận ngay gift 4. Giờ Dragon Saga có nội dung là phiêu lưu kết hợp nhiệm vụ là săn rồng, trải nghiệm một hành trình khám phá loài rồng vô cùng thú vị kết hợp với đồ họa phong cách anime vô cùng ấn tượng và đẹp mắt. Trong giao game các bạn sẽ được bắt đầu cuộc hành trình hoành tráng với tư chất là những chiến binh tại vùng đất Asgard. Các bạn sẽ được dẫn dắt theo hướng dẫn của Home Earth Knowledge. Bạn sẽ được phiêu lưu đến khắp mọi nơi ở vùng đất tuyệt đẹp này để thu thập các mảnh quả nằm rải rác nhằm kế ngự những linh hồn rồng nổi loạn và quyết nên một sử thi anh hùng bất diệt. Dragon Saga Mobile còn cung cấp một hệ thống thú cưng
dễ thương, thú cỡi độc quyệt. Ngoài ra còn có hàng ngàn thú cưng dễ thương trong tự nhiên, Facebook, Vanby, Bus Artist, chọn địa hình phù hợp. Sau đó tận hưởng chuyến đi của bạn, bạn sẽ được khám phá các giống thú cưng quý hiếm và bắt đầu các vật nuôi mình yêu thích. Các bạn sẽ được lập hiệp ước với những linh hồn rồng, người đại tớ trung thành của những chiến binh. Thì đó là những linh hồn rồng, và chúng sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho chủ nhân của mình. Sẽ có những tính năng giúp mạnh hóa linh hồn rồng tùy thuộc vào phong cách chiến đấu hoặc tình cảm của bạn dành cho những chú rồng để hình thành mối liên kết sâu sắc nhất. Thì cái cốt truyện này cũng khá là giống cái tựa game, cái bộ phim Thác Quản Gia, thì nó cũng thu hợp để có các bạn. Thì dù đó là rồng Tamamo xinh đẹp hay là Sudega Elibet hoặc là ngay cả Permai độc ác, thì chúng đều hỗ trợ đắc lực trong mọi nhiệm vụ. Thì bạn sẽ được sát cánh bên những chú rồng của mình để chiến đấu với những boss sử thi ẩn nấp xung quanh tàn tích chiến trường và canh giữ những kho báu và trang bị quý hiếm. Chỉ có một đội chiến binh mới có thể đè bẹp chúng, và cẩn thận đừng để linh hồn rồng các bạn bị tổn hại. Dragon Saga còn cơ hội gặp gỡ với những người bạn tri kỷ trong một khung cảnh đẹp mê hồn. Bạn sẽ được lưu giữ những bức ảnh đẹp nhất cho mỗi cuộc gặp gỡ. Thì bạn còn được tương tác với những người chơi khác như là nắm tay, hẹn hò cho thú cưng ăn, hay là cùng nhau thiết kế trang phục nếu tìm được một nửa vừa ý. Hai người có thể tổ chức lễ cưới lãng mạn, mời bạn bè đến tham dự. Có thể nói thế giới đầy màu sắc của Dragon Saga sẽ vẽ nên một bức tranh hoàn hảo giúp gìn giữ những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Thì đó là mình đã review sương sương một chút về cái tựa game này. Cái thì giờ mình sẽ mở code ở trên màn hình. Thì tổng cộng có 2 code, thì khi nào có thêm cái code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Thì tựa game này là tựa game nhập vai kết hợp với tựa phong cách vượt ải khá là thú vị. Các bạn vừa có thể làm nhiệm vụ chính, vừa có thể đi phiêu lưu và vừa có thể vượt ải. Thì ở đây thì cũng giống như các tựa game khác là các bạn sẽ được auto nhiệm vụ vô cùng cánh tay. Các bạn chỉ cần bấm vào nhiệm vụ thì nó có thể tự làm giống như các tựa game khác. Và đồ họa của nó thì tuyệt là đẹp, rất là đẹp, với phong cách là anime vô cùng độc đáo. Thì nếu như các bạn đã từng chơi các tựa game khác trước đây như là Balayer M hay là Dragon Raja thì nó cũng khá là giống tựa game này, với phong cách đồ họa khá là đẹp. Và đặc biệt hơn thì nó sẽ cho bạn thêm VIP miễn phí nếu bạn online đủ số giờ là 99 tiếng các gì bạn. Thì đây là một chút review 10 cái tựa game này. Thì như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn 2 code. Thì khi nào có thêm code mới thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và mình cũng đã review xong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like, share và subscribe nhé. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.